Rồi, xin tổng hợp thể quý vị, anh em quan tâm và theo dõi kênh Gặp Văn Trường. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ anh em cách chăm sóc mai tháng 5 sao cho nó phù hợp để giúp cho chuẩn bị vào thời điểm tạo nụ. Tạo nút nha anh em. Thì đương nhiên thì những anh em ở miền Bắc và những nơi mà mình đang ở như ví dụ như Gia Lai này, khí hậu lạnh nha anh em. Tóm lại là khu vực nào mà khí hậu lạnh thì đại đa số bây giờ thì đều đã chuẩn bị nghĩ đến tiến hành là sẽ bón phân gì để cho giúp mai nó tạo nụ nhiều hơn. Thì trên thực tế thì thường thường như bất kỳ năm nào cũng vậy, thì đại đa số đầu năm là người ta đi đạm cao và giữa năm thì người ta sẽ đi lân cao và cuối năm thì đương nhiên người ta sẽ đi kali cao. Thì trên thị trường phân bón trên cả nước mình thì có rất nhiều loại phân khác nhau, chứ không nhất thiết là một loại là ví dụ như là NBK 30 10 10 hay là NBK là 10 30 10 hoặc là NBK 10 20 20, thì nó tùy thuộc theo từng cái hãng phân họ sản xuất. Cho nên là anh em mình nếu mà chơi vui thì tóm lại là chơi có vài cây mà cũng không phải cây tiền tỷ thì cũng không cần là chuẩn bị cho mình một cái số lượng phân bón là quá đắt đỏ. Bởi vì trên thực tế có nhiều loại phân 1 ký hoặc 1 lít có thể rơi vào 1 triệu mấy nha anh em. Nhưng mà anh em mình thì không cần dùng loại đấy đâu, cứ lè tè cho rẻ anh em. Ví dụ như anh em có thể sử dụng các loại phân bón vào thời điểm này. Mình ví dụ đi, đối với cây mai nào mà còn đi lập quá mạnh thì anh em có thể là sử dụng hàm lượng lân cao lên một xíu để cho nó cái lá nó mai nó dày thêm. Thứ nhất là vào mùa mưa bão nhiều thì nó sẽ giúp cái lá mai mình nó xanh, nó dày. Thì vào cái độ xanh và dày thì nó sẽ kháng bệnh tốt hơn là những cái lá mai mà nó mỏng lá nha anh em. Thường lá mai mỏng thì cái mức độ kháng bệnh nó sẽ yếu hơn là những cái lá mai mà nó dày. Đó. Và đương nhiên thì cái lá mai dày thì sức cây nó sẽ sung, thì nó kháng bệnh tốt. Đấy, và là nó sẽ quăng hợp tốt, cho nên là nó sẽ giúp cái cây mai anh em chống chọi vào mùa mưa bão nhiều. Thì vào những thời điểm như thế này thì anh em có thể là mua các loại phân là lân, ví dụ như là lân đơn, ví dụ như là có là súp bê lân hay là lân, tóm lại là tất cả các dòng lân, lân gì cũng được, anh em có thể bổ sung thêm lân để giúp cái lá mai nó cứng cáp hơn, nó dày hơn. Nó dày và nó cứng hơn thì cái độ kháng bệnh sẽ đỡ hơn. Và hơn nữa thì nếu như anh em đi nguyên lân đơn thì những cái lọc này nó sẽ phát triển ít đi, chủ yếu là nó làm cho lá mai xanh hơn. Và đương nhiên thì nó sẽ phân hóa mầm hoa, thì đương nhiên thì nó sẽ chuẩn bị vào phân hóa mầm hoa. Thì tùy theo từng khu vực để anh em có thể tiến hành bón phân. Ví dụ đối với anh em mà ở trong miền Nam thì bây giờ vẫn họ có thể là đi là vẫn là 10-20-20 hoặc là 10 hoặc là 20-20-10, thì đó là họ đi phân cân bằng. Còn đối với các khu vực mà khi không khí lạnh anh em thì nên sử dụng các loại phân bón mà có hàm lượng lân cao một xíu, tại vì mình sẽ phải tạo mầm hoa trước ở các nơi khí hậu nắng nóng nha anh em. Nó tùy theo khu vực, ví dụ như khi anh em ở khu vực mà nắng nóng thì anh em sẽ tính là cái ngày lặt lá, ví dụ ngày lặt lá của anh em là rằm tháng 12 thì anh em chưa cần phải tạo nụ. Nhưng riêng những anh em mà tính ngày lặt lá mà rơi vào là mà cuối tháng 11 hoặc là 20 tháng 11 hoặc là 25 tháng 11 thì anh em nên tiến hành là để ý là chuẩn bị là mình lên tạo nụ cho cây mai. Thì tạo nụ cho cây mai thì trên thị trường có rất nhiều loại phân, nói chung là họ có bán rất nhiều các loại sản phẩm khác nhau. Vì vậy cho nên là cái đấy là phụ thuộc vào tùy anh em, nhưng mà mình có thể nói chia sẻ như thế này, trên thực tế thì anh em có thể bón nguyên một bình lân đơn, hoặc giá là anh em có thể sử dụng phân bón là 10-50-10, nghĩa là hàm lượng lân nó 50%, thì cây mai của anh em nó sẽ đứng bớt lọc. Đương nhiên là đứng vớt lọc nó sẽ hạn chế, kể cả nó có ra lọc nhưng lọc ra rất là ngắn, ví dụ này đây nó ra lưu trí mà thôi, chứ nó không có ra dài ra thượt như tháng riêng tháng hai nữa. Tất cả những đầu mầm này nó sẽ ra ngắn đi, thì như vậy thì cái vấn đề là nó chuẩn bị bước vô nó tạo nụ cho cây mai. Thì anh em không có lo chuyện tạo nụ sớm hay nụ muộn đâu, vì trên thực tế thì không là vặt lá mai anh em thì cũng không dễ gì nở. Còn đặc biệt thì có rất nhiều anh em thắc mắc hỏi mình là tại sao vườn mình mà vào tháng 5 không có là xử lý là vặt lá xuống lá cho những cây mai. Thì trên thực tế anh em hiểu là nó tùy theo từng vùng, như riêng cái vùng mình ở thì mình cũng đấy là không ai xuống lá mai vào tầm tháng 5 và đầu tháng 5 và trong tháng 5 cả, tháng 5 âm lịch nha anh em. Thì bởi vì là thứ nhất là có khả năng là số lượng mai nó cũng nhiều,
số lượng mai cũng lớn anh em, cho nên là người ta cũng ít có thời gian để xuống lá. Mà trên thực tế theo kinh nghiệm của mình, riêng của mình ấy, thì những cái lá mai này mình vẫn để tới cuối năm bình thường nhanh nha, không bị ảnh hưởng bất kỳ một vấn đề gì hết. Đó. Chẳng qua là vào mùa này, ở ví dụ như là cây nào rậm rạp quá, ánh nắng là không chiếu vô được trong thân cây anh nha, thì là mình mới có sử dụng cái phương án là tỉa bớt lá đi, cho nó thoáng bớt cái cây thôi, chứ mình không có xuống hết lá. Còn ví dụ như đối với cây phôi, là ví dụ như thế này đi, thì bây giờ là uốn sửa, thì người ta sẽ vặt lá đi để người ta đưa dây vào. Thì anh em đối với những cây phôi thì anh em nên tiến hành sửa vào tháng 5 là đẹp đẹp nhất này nha, đẹp nhất trong năm. Ví dụ có thể đi dây muốn sửa cây nó không bị suy, đó là đối với cây phôi thôi. Còn trên thực tế đối với những cây thuần trọng thì phụ thuộc tùy từng nơi. Ví dụ như anh em trong miền Nam thì đại đa số là họ hay xuống lá, nhưng cũng có nhiều cây họ không xuống lá, thì khả năng là bộ lá nó không được đẹp thì người ta xuống cũng khó. Nói chung thì về cái vấn đề xuống lá hay không thì theo như mình, ở khu mình thì không có xuống, còn mình cũng thấy để ý là có nhiều anh em ở nơi khác thì họ cũng có xuống lá nha nha, còn khu mình thì không. Và vào thời gian này thì anh em cũng nên bổ sung thêm một lượng phân chuồng hoa mục và các loại phân, ví dụ như là phân bò hoặc phân gà đều được. Mùa này anh em có thể đi phân gà được, bởi vì trong hàm lượng phân gà nó có thành phần là kali cao. Kali cao thì nó giúp cho cái mai của anh em kháng bệnh tốt, mới cả là sau này nó sẽ hỗ trợ cho các anh em là nụ hoa nó sẽ căng hơn và nở đẹp hơn. Thì từ tháng này đó đi, anh em có thể đi phân gà được. Còn đối với những anh em nào đang sử dụng phân bò thì vẫn cứ đi nguyên phân bò thôi, cũng không cần phân gà nha, trên thực tế không cần. Bởi vì mình sẽ quay sơ anh em này, đối với một cây như thế này thì cuối năm cái dàn lụ của nó phải nói là khủng khiếp nha nha. Tóm lại là cứ cây tốt, cành nhiều, lá nhiều thì chắc chắn là cây đó hoa sẽ nhiều, kiểu gì thì kiểu, anh em có bón phân kiểu gì nó vẫn cứ nhiều. Cứ tóm lại cây tốt thì ắt sẽ nhiều hoa thôi. Với cả hai là quan trọng nhất là mình mùa này là nấm bệnh thì bắt đầu nó cũng nhiều, cho nên là anh em sử dụng lân và kali, hàm lượng lân và kali thì nó sẽ giúp cho cái mai anh em chống chọi thời tiết bất lợi nhiều hơn, đặc biệt là lân nha. Và riêng vào mùa này thì tất cả đối với trên cây mai thì anh em nên sử dụng lượng canxi để hỗ trợ cho cây mai anh em kháng bệnh tốt hơn và tránh tình trạng là bị cháy lá hoặc là các bị bệnh. Thì canxi thì nó có thể là anh em rải vôi sống, vôi bột anh em, cái vôi bột á, vôi bột vôi nông nghiệp á. Vôi mà có nhiều anh em thì không biết thì mình sẽ giải thích thêm về vấn đề vôi. Vôi thì là cái thành phần vôi bột ở trong cái gì nhỉ? Ví dụ người ta xử lý ao cá, hồ nuôi đó anh em. Người ta rắc vôi trước khi để người ta cải tạo đất, ao cá hay hồ vôi gì đó. Thì anh em có thể xử lý các loại vôi đấy. Rác trên cây mai rất là ok, không bị nóng nha. Nhiều anh em cứ sợ là bị nóng, không phải đâu. Mình năm nào cũng rác, năm nào mà hay theo dõi những video của mình thì sẽ để ý được là mình rất thường xuyên rác vôi bột trên cây mai, kể cả là cây phôi hay là cây thuần trọng như vậy. Mình hay rác để tăng cường là độ pH lên. Phải mùa mưa, mưa nhiều thì chất trầm trong đất này nó sẽ ẩm liên tục và rửa trôi liên tục. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà bị thiếu pH trong cái đất là rất là cao. Vì vậy nên là anh em nên xử lý rải thêm ít vôi vào giữa tháng 5 và tháng 6, tháng 7. Tóm lại những tháng mưa nhiều anh em thì nên là xử lý ít vôi để cho cây anh em nó tăng độ pH trong đất, trong cây lên thì đạt hiệu quả cao hơn. Tóm lại là chủ yếu là kháng bệnh, cứ cây mai mà kháng bệnh tốt anh em thì là sẽ hoa nhiều thôi, không có vấn đề gì cả, không phải lo lắng nào. Còn đối với anh em nào mà chơi cây sở hữu những cây mà tiền tỷ á thì có thể sử dụng các loại phân bón mà họ bán trên thị trường, có loại tới 1,5 triệu một chai, ví dụ như là chai gì Cham Form này, hoặc giả là các loại phân bón mà cao cấp dành cho những cây đẳng cấp thì nó khác. Còn như anh em mình nếu mà chơi vài cây lè phè giống như mình ấy thôi thì nếu như thật sự mà đi chăm mai mà để lấy tiền công anh em và sử dụng các loại phân bón như mình vừa kể là hàng cao cấp thì thật sự là sẽ không còn đủ kinh phí. Bởi vì một cây mai như thế này, đây mình quay sơ cây mai, mà một năm chỉ lấy được khoảng tầm 700-800 nghìn, đây yêu cầu là hoa phải đạt nữa nha. Thì anh em thử nghĩ nếu như mà mình sử dụng các loại phân bón quá cao cấp thì thật sự là số tiền cũng không để đủ để đầu tư cho trên một cây mai. Vì vậy cho nên là các bước đi phân bón của mình rất đơn giản thôi nha. Mình chủ yếu là đi bên phân chuồng hoa mục và thi thoảng thì mình có bón một ít phân vô cơ. Nó tóm lại là mình vô cơ mới cả hữu cơ, là mình đi
lẫn lộn. Ví dụ như thế này này, bây giờ mình tải trước một lớp phân bò đúng không, thì khoảng tầm là khoảng tầm là nửa tháng sau là mình sẽ cho thêm một ít phân lân hoặc là GAB hoặc giả là phân 10-30-10. Đây là vào những thời điểm tháng giữa năm này, từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 9 anh em. Thì mình đi như vậy nó hay đều đều nhau hơn. Còn cuối năm thì mình sẽ đi thằng tăng thằng kali lên một xíu. Còn ví dụ như cây mà thấy đạt nụ rồi thì thôi cũng chẳng cần tăng. Đây, nói chung là mình chăm nó cũng đơn giản lắm. Vì vậy cho nên cây của mình nó cũng hoa thì cũng được, nói chung về bông hoặc về lá hoặc về cây thì cũng không được đẹp lắm. Nói chung so với các nhà vườn lớn thì còn thua họ xa nha anh em. Vì vậy cho nên là trên thực tế là cứ mùa này cứ cần tăng hàm lượng lân lân lên là được anh em. Chứ mà yếu lân là lá mai nó hay bị xuống màu, hay bị bệnh, bệnh nó nhiều. Thứ hai là nó, cây nó phát triển không tốt. Và video của mình và đến đây cũng xin phép tạm dừng. Hy vọng là cái video này sẽ giúp anh em hiểu thêm một xíu về cái vấn đề là chăm sóc mai vào tháng 5 nó cũng dễ thôi nha. Còn các vấn đề về phân thuốc sâu thuốc bệnh thì đại đa số thì anh em nào họ cũng phun đều đều rồi, cho nên mình không chia sẻ trong video này. Tổng chào toàn thể quý vị.